Cùng chúng mình ghé thăm Ừ. quán cà phê mèo ở Canada nha. Nghe danh đã lâu, hôm nay hai mẹ con mình đưa nhau đến quán cà phê mèo Cleopatra ở Winnipeg. Nghe nói tiệm cà phê này chủ cũng là một người Việt Nam nhập cư. Vừa bước vào thì chúng mình thấy không gian nó rất là vintage, có những cái đồ máy may máy khâu cũ này làm mình nhớ đến mẹ mình ngày xưa làm nghề thợ may này, có cái máy y hệt. Và trong này có những cái em mèo mà đã từng sống ở đây và đã được adopt. Ví dụ như là những cái update về tuần sau sẽ có em mèo nào mới. Quán liên tục cập nhật các em mèo nha. Từ cái trần nhà cho đến cái bức tường họ bày trí với phong cách rất là cổ điển. Giống như là những cái món đồ này mình cảm giác giống những cái món đồ cũ, đồ cổ ở những cái chợ ở thrift store ấy. Xong rồi chủ nhà mang về sưu tầm và tái hiện lại. Mà nhìn cũng rất là đẹp, mỗi góc đều có một cái vẻ đẹp riêng, họ trau chuốt rất là cẩn thận. Ngay cả một chiếc thìa thôi cũng rất là có style nha. Chúng mình order món bánh tiramisu và nước matcha. Thì khi mà đi kèm gói combo được vào thăm mèo thì sẽ đi kèm với một đồ uống và một bánh. Mỗi người có khoảng một tiếng đồng hồ để chơi với các chú mèo dễ thương. Và con mình đang đi tìm xem mèo ở đâu nè. Không gian này nhìn chung rất là phù hợp với cả trẻ con, bởi vì trẻ con vào đây được cho mèo ăn rất là vui. Không gian thì cũng khá là thân thiện và mọi người rất là vui vẻ với nhau.